Đây là cái đèn mà anh em Việt Nam mình rất là gọi là nghiện luôn đó, mê á. Đặc biệt là cái tem nó còn đỏ. Đây. Cây Aida của Đức. Aida 500cb là cái cây to nhất. Đây, biểu tượng của nó là con nai. Đó. Cây này là nhìn vô là anh em mình khỏi nói rồi ha. Mới ken thấy mình trong đây luôn nè, à, đang cầm điện thoại. Cái cây này có đặc biệt ở chỗ là mình càng sử dụng nhiều thì cái tem đỏ này nó không còn được màu đỏ nữa mà nó chuyển sang mờ đi dần thành đen thui luôn. Là đốt nhiều, đốt để lâu hoặc là nhiều, rất là nhiều thì nó mới đen thôi chứ nó cũng không đen nổi đâu. Đẹp mê hồn không? Đáy phải không? Đáy phẳng luôn. Phẳng lừ luôn nè. Đây. Có zin trắng men hết toàn bộ. Đức si còn bốn lưỡng ha. Mới cứng luôn. Đấy, zin từ trong ra ngoài hết. Mấy cái núm vặn nè ha. Chỗ nào cũng đóng. Chỗ nào cũng đóng chữ Aida hết. Đó. Thấy không? Bây giờ mà săn được một cây mà cái nước si mà nó còn bóng lưỡng vậy là thì rất là hiếm ha. Giờ nó mờ hoặc là nó bong tróc, nó chuyển sang đồng hết trơn trọi rồi, còn không thì nó mờ lu đi. Đó, cái này thì đốt một hai lần thì nó chuyển màu rồi. Đó, cái nào mà đốt rồi là nó chuyển màu nè, đốt lướt rồi đó, mà còn đốt nhiều là nó bong luôn, bong cái lớp niken luôn. Mâm này là trắng men của Đức sản xuất đó. Aida Express 1500, record 500cb. 500cb tương đương với lại là 500W á, độ sáng 500W á. Nó xài là xài dầu hôi ha. Toàn thân nó là đồng, phủ lớp niken ở ngoài để mà chống oxy hóa. Đó. Cái này xài thì anh em khỏi nói rồi ha, rất là ngon luôn. Đó, đẹp không? Giờ mình sẽ test thử cây này để mấy anh em xem ha. Rồi, ok, để mình gác cái điện thoại này lên cái chân trống cái rồi mình quay tiếp cái làm cái đoạn cho nó lên lửa rồi. Ok, đây đầu tiên là mình bơm lên, bơm tạo sức. Cái tim này là còn chưa có thu lại luôn nha, mình đốt mới tinh cho anh em coi đó.
lấy cái hộp quẹt bật cho nó khò. Đây. Lần đầu mới đốt á là cái tim nó sẽ phân lửa lên vậy đó, nó co lại từ từ. Hay đà đốt đã không? Cái cây này thì khách lấy rồi ha, sẵn mình đốt test luôn cho anh em coi. Đó, đã không? Sẵn rực luôn. Thấy chưa? Ai đa là khỏi lo, còn đa là để một phát ngọt là lên lửa ngay. Chụp lại uống mạnh mạnh yếu ha, không phải mà không được hết, tùy theo cái team anh em chơi thôi. Đẩy cái này lại nhìn nó mới đẹp à, treo lên. Rồi lấy điện thoại ra đây, sáng rực. Trái êm sướng lắm, thấy không? Cũng mạnh mạnh cũng yếu à. Okay. Cái nó tấm hình coi.